tôi lãnh mức án như vậy cũng là xứng đáng với cái tội danh buôn lậu, cố ý mưu sát mà tôi đã từng gây ra. Tôi chỉ ân hận một điều là chuyện năm xưa tôi đã bỏ rơi thằng Vũ ở cô nhi viện. Chính tôi đã góp phần làm cho thằng Vũ trở nên tham vọng và đầy thù hận như bây giờ. Tôi xin cậu hãy lượng thứ cho thằng Vũ. Nếu như cậu có gặp lại được nó, xin cậu hãy cho nó một con đường sống, khuyên nó hãy ra đầu thú để được giảm án. Chú Ba cứ yên tâm đi. Mọi người ai cũng coi Bến Sậy là quê hương của mình. Chỉ có tôi đã coi nơi đó là một nơi để tôi thực hiện những hành vi phạm pháp của mình. Tôi xin lỗi cô giáo vì những việc mà tôi đã gây ra cho cô, cho lọ bánh của cô. Bây giờ thì tôi đã nhận hết tội rồi. Cô giáo hãy liên hệ với báo chí viết riêng một bài về cái chuyện là tôi đã bỏ thuốc làm thiêu bánh Bến Sậy để cho lò bánh được mở cửa trở lại, rồi cho bà con có công ăn chuyện làm. Coi như đây là việc làm cuối cùng của tôi để chuộc lỗi với bà con ở Bến Sậy. Dạ, con nghĩ là bà con cũng sẽ tha thứ cho chú. Chú ở trong này, chú phải ráng cải tạo tốt để sớm được tự do nha chú Ba. Lòng em